bật tại ba hai một hơi buồn buồn nữa với ba sẽ đúng kịch bản chắc phải biết thế không sẽ ngồi dừng lại chứ ai lồn bạn ăn gì vào đây đi bạn này đây đi có gì chưa? Alo, báo chúng ta cùng chờ lại màn hình máy của các cầu thủ bên phía Thái Bình. Đây là Sang Gani, Tom Pho, Nguyệt Ia và cuối cùng Tiểu Bạch Long, Summerian. Vâng, như vậy là Tom Pho đầu cánh, Gani cầm sang đầu cánh và trong hai người còn lại Ia và Summer là hai người nằm ở trong cánh. Sắp xếp như này thì mình nghĩ là nếu để Pho và Pho với cả Pho với Sam nằm trong cánh, còn lại Sang với cả Ia đầu cánh thì sẽ là tươi hơn. Sang và Ia là hai lỗ quần ép đầu cũng khoảng ra đầu cánh thì chém sẽ tươi hơn, còn để Tôm và Tiểu Bạch Long cầm cung trong cánh hay hơn. Quay lại ngăn nghỉ tiếp thôi. Trận thi đấu này thì vâng, đồ ăn chưa thấy thì có lẽ là khó cho ngăn nghỉ có thể ép lời cũng khoảng được. Thế nhưng mà trận này sẽ là vẫn sẽ là một trận ép lời sớm của ngăn nghỉ. Khỏe luôn. Vẫn sẽ là một trận ép đổi sớm của Gani. Nam Sa bảy hiệu nữa. Một 17/20. Nhà sang của Gani nằm như thế này thì rất nhiều khả năng là có một nhà kẹp sang ở trên đầu của anh. Chúng ta cùng chờ xem là có nhà nào kẹp xong giữa Tiểu Bạch Long và Gani hay không. Anh chưa tận dụng cơ mà. Đây này. Đây kín. Vâng, kín rồi. Vâng, con dân hy sinh và tìm ra bãi quả. Như vậy là nó cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Tổ quốc sẽ ghi công. Có điều chết hơi xa. Tiếp tục điểm nghe. Còn 22/24. Đã đủ đoàn dân trong nhà chính và liệu đủ chưa thể đóng nghe. Sẽ xin 24 thằng và không đóng nghe rồi. Vẫn sẽ đánh 25 dân. Ngoài 25 dân của sang. Đóng có chơi tiếp theo hay không? Chúng ta chờ quyết định của Gani. Nhà dân kích đời 7 phút 45 giây. 25 dân sang. Đóng một chiếc hẹn nữa. Sâu bạn rồi. Bên tối 20 sát. Hôm nay bên này đi ra. Gỗ của cái thủ Gani đang rất nhiều. Đây là ông BA chắc chắn rồi và BM. BM, BL, à vâng, vẫn đánh BL. Màu 5 của đấu cục của bạn. Màu 6 của cái thủ Tuti. Đẩy hai con xe giò vào đây. Khả năng cao là màu 5 của đấu cục của bạn là người kẹp xong. Theo như dự đoán lúc đầu của tôi nói, rất nhiều khả năng là như vậy. Thằng này đã kích đời rồi. Tiểu Bạch Long sao? Vâng, bây giờ anh vẫn đang đi câu voi. Việt. Vâng, IA của Việt
hai năm chưa rồi. Đã có cái gì chạy trên bản đồ kia. Tôm, tôm 26 dần, tôm đánh cung. Vâng, dạo này tôm rất hay đánh cung. Và anh cầm cung siêu cứng rồi. Nhà của Phù, vâng, trận này cũng kín mít. Một cái e, vâng, một cái a nữa và một cái e. Nhưng mà nhà của tôm quả này thì quá kín rồi, khó có thể vào nhà tôm. Xem Việt xem. Vâng, Việt đang đẩy cái giò đi, đối đầu với ai. Sau khi mà nhìn thấy nhà Việt đối đầu với ai, chúng ta sẽ quay sang với Gunny. Việt gặp ai đây? Một con ngựa giò vẫn chưa thấy ai. Đây là lần thứ hai dành cho Việt mở. Đang đổ cua, không có gì. À đây, vâng, màu 8 Mỹ Đình. Mỹ Đình ngay trước cửa nhà của đối thủ tôm. IA. Hai IA đối đầu với nhau. Và chúng ta cùng quay lại với Gunny. Sang đối đầu với màu 7. Màu 7 của game thủ Van Lớp. Vâng, có lẽ đây là Drake của game thủ Van Lớp rồi. Drake hay là Miwan, chúng ta cùng chờ xem. Nếu lạc đà là Miwan, còn nếu mà lựa chém là Drake. Vâng, lạc đà rồi, đó là Miwan. Vâng, đang chạy lạc đà sang nhà của game thủ Tiểu Bạch Long. Hình như là nhà của Bạch Long bị công vào thì phải. Khả năng Tiểu Long đang bị công vào. Vâng, như vậy là Tiểu Bạch Long đã bị game thủ đầu cô bạn công vào. Và đầu cô bạn là người kẹp xăm. Đây là gì? IA cho son sang. Nhưng tôi nghĩ là nhà này là nhà cho son hoặc là nhà IA thôi. Đúng như dự đoán ban đầu thì việc mà game thủ Gunny tụt sâu như này thì rất nhiều khả năng sẽ có nhà kẹp xăm. Và đúng là những nhà kẹp xăm thật. Ở Gunny cầm IA thì anh một bài liên hoàng rất là nguy hiểm. Đây là dân của Lọt, vâng, tươi. Không hiểu sao vâng, màn hình vẫn đang rất giật lag. Một pha vẩy e. Quá tươi. Mà ngoài nhìn không chạy được không pha vừa rồi. Bây giờ thì anh đang bị màu 6 và màu 7 công vào. Lạc đà Miwan, cung giờ của màu 6 tu tì. Gunny vẫn đang đảo dần như giang lạc. Và anh đang chặt một cái gỗ để có thể tìm một cái khe mà chạy đi. Chạy thôi. Vâng, lạc đà đã vào. Băng thủ Van Lớp đang chạy lạc đà cực kỳ tỉnh táo, như ta có thể thấy. Có bánh xe rồi, bây giờ thì cần đi chạy thôi. Nhưng mà hình vẫn đang rất giật. Bắt được bãi ăn hoang của game thủ đầu cua của bạn rồi, đây là một bãi quả. Bãi quả ăn hoang, Tiểu Bạch Long cũng đang chạy dần xe kèn trên bản đồ. Tôm đâu, xem tôm. Đây là tôm bao nhiêu. Đây là 54/64. Tôm ở Việt vẫn đang thắng cánh này. Vâng, mưa tên bão đạn ở đâu ra cái kia. Như là cung giờ của Tu Ti thì phải. Cung giờ Tu Ti. Nhà của game thủ Mỹ Đình có lẽ đã bị thổi bay rồi. Nhưng bây giờ thì Tu Ti đang đẩy cung ra. Thằng này thì vẫn cân. Tu Ti to, tôm cũng to. Vâng, Việt đang có lượng chém cực đông đằng sau.
Thằng Nga thôi tôm. Vào thì thấy là lượng chém của game thủ IPM đang rất đông. Ruby là người cầm gì? AC Summer hay là Aegis? Không giờ bắn như này thì có lẽ không phải là AC. Bây giờ thì độc cô cơ bại bắt đầu đang la liếm vào đây. Ruby đang giải quân rất hay để thủ nhà, chúng ta có thể nhìn thấy. Cũng lại đang bị lỗi e. Vâng, công ty đang ngói lên. Dân của game thủ màu 7 là game thủ chán đời. Cầm Miwan cũng đang chạy dân rồi. Đang còn rất nhiều lạc đà của Miwan, chúng ta có thể nhìn thấy. Việt, vâng, Việt ăn được rất nhiều dân ăn hoang của game thủ màu 6. À không, đây là dân chạy chặt gỗ chạy ra. Đánh tôm nhá, ốc tôm to to đấy. Vâng, tôm đang nở ra. Và theo như nhà Huy vừa về thì như là đang hút qua chuẩn bị ốp vào nhà tôm. Bây giờ thì sang với thủ Ali đang hồi lại tại nhà. Còn rất nhiều cung rồi. Anh sẽ đánh cung A. Có bãi vàng ở trong nhà. Trong hốc có vàng. Quay lại với tôm thôi. Đây là tôm. 81/80. Vâng, xin việc 100 vàng để lên giáp 4 cũng như là không lên bản đồ trước. Game thủ Van Lớp vẫn còn một đảo lạc đà rất đông. Đây, vâng, đường lạc đà của game thủ Van Lớp quá đông và quá nguy hiểm. Vâng, chỗ này là phải hơn kích lạc đà. Quá kinh. Có lẽ là tôi cũng đang trên đường mà lên cho giáp 4 rồi. Cho nên là thôi, chẳng có nhận anh đâu. À vâng, bây giờ mới lên. Ai cho tôi ít vàng lẻ lên giáp 4 nào. Vâng, Việt cho ngay. Vâng, bây giờ thì sẽ là một pha mà Gunny, à game thủ Van Lớp và game thủ Tú Tí ốp vào nhà của Việt BM. À và nhà tôm. Mỹ Đình cũng đang rất nhiều chém ở đây, chúng ta có thể nhìn thấy. Tú Tí vẫn đang đẩy tiếp cung lên. Vâng, tôm cẩn thận cái e ở giữa cái khe BA. Tuyển thủ Mỹ Đình sẽ chém ở đây. Anh chốt ngay cái A và một cái e nữa, chắc cú. Mỹ Đình lại bắt đầu la liếm giải thưởng vào những chiếc BA này. Trong khi đó thì Van Lớp và Tuy Tí vẫn đang đẩy đạo quân của tuyển thủ tôm lùi về. Trong tuần này thì cần phải có sự trợ giúp của đồng đội. Vâng, gọi trợ giúp của người thân. Việt đang sang rồi. Vâng, tôm gọi Việt sẽ trả lời. Đã thủ được nhà. Ba này thì các cung thủ về Hà Nội không ốp được. Nhưng mà cung giờ của Tú Tí vẫn đang giữ cái dốc này rất đông. Vâng, Mỹ Đình lại la liếm giải thưởng ở đây. Game thủ rất là nguy hiểm, cực kỳ manh động. Lại đến được Tú Tí. Cả anh cứ thay nhau quay tôm như này rất là mệt mỏi. Đấy, lại đến được Van Lớp. Vâng, rất đau đầu. Căng cỏ rồi, lại pha 7E. Ôi, pha này khó đỡ rồi. Alo. Alo. Đi.
Như vậy là trong pha vừa rồi Tôm vẫn đỡ được nhà. Rất hay. Lạc đà của cầu thủ Văn Lớp đã ít dần theo thời gian rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng xem Gunny xem. Vâng, Gunny vẫn đang rất khổ sở với đường chém của Iamoto, game thủ Hoàng Ba Nhi. Nhi nhìn ảnh vẫn đang làm cho Gunny hết sức đau đầu. Tiểu Long thì sao? Vâng, Tiểu Long tham 23. Anh đang ngồi lại. Việt tham 26, chém 4 của Iamoto. Vâng, phay chết con ngựa giò, không được. Quay lại với Tôm thôi, chúng ta cùng xem nhà chủ lực của bên phía team Thái Bình. Vâng, vẫn là 70/104, anh đang tăng ruộng lên. Bắt đầu đẩy nhà vào nhà của Iamoto. Lượng ruộng của nhà Iamoto như thế này thì hoàn toàn sóc đều hai bên lở như vắt chanh. Cẩn thận khung giờ của Tu Thi. Chân 84/104, chém cũng như là khung giờ đang đứng để đấu nhau. Không phải mình nhà mẹ đấy. Vâng, nâng đầu máu 92/104. Bây giờ thì cứ hai cái ruộng là một cái nhà bè. Indonesia cứ hai ruộng một nhà bè. Đang bắt đầu chơi khoảng độ hơn 2 kích cung giờ úp vào nhà của ông thủ Tu Thi. Vâng, Tu Thi sẽ ăn mớ cung giờ mồm. Đấy rồi, vâng, Gunny đã ở đây. Gunny đã tiên phong rồi. Nhưng bây giờ là bị ôm ngược. Ở một pha kèm BA cực hay. Cây gỗ không kèm được, vâng, yên tâm. Tôi đã thử chạy rồi nhưng không chạy ra được. Bây giờ thì phải lôi hai đạo khung giờ này về để có thể cứu nhà. Bắt hết đạo khung này của Tu Thi, sau đó vợ hỏa ngược lại nhà của Tu Thi luôn. Chạy đi đâu con sâu. Tôi đã bắt đầu 55 cái e để vẩy tay vẩy e rồi. Bây giờ thì chém cũng chơi luôn. Khung giờ ra 4 đầu máu rồi, không phải xoắn. Vâng, đứng lại và thi đấu như người đàn ông đi Tu Thi. Tại sao anh lại chạy như thế kia? Chốt e. Ơi vâng, đen BB để chạy. Rất hay. Vâng, mọi người thi sai. Một trận thi đấu rất hay mà Tôm. Chúng ta có thể thấy Tôm đã rất cứng rồi. Tôm cầm chủ lực bây giờ không còn là nỗi chắc sợ của đồng đội nữa. À, bây giờ Tôm cầm chủ lực là đồng đội yên tâm. Chắc sợ. Nhà hay. Vâng, bây giờ Tôm cứ cầm chủ lực là đồng đội yên tâm. Quá hay luôn. Tạm lại, vâng, tạm lại. Lúc đầu đã bị đè nhưng về sau của mình Tôm anh cân lại và bắt đầu đè lại tham. Quá hay luôn, chúng ta cùng xem. Tạm lại từ lúc mà Tôm đẩy con đi, Căn đi đẩy vào. Rất hay luôn. Nhà của Gunny chơi toàn nhà cứng để bò nhà, chúng ta có thể thấy anh chơi hẳn một dãy hàng BA cũng như là BB và BC, và cứng như thế này thì có lẽ là quá khó khảo. Quá hay, cực hay, cực hay của game thủ Tôm. Như vậy là tỷ số lại là 1-2 và chúng ta hãy cùng chờ đợi một trận đấu bật ngược của team Thái Bình. Vâng, trận này mà hai đều thì kiểu gì cũng là 3-2. Còn C thi đấu này, nếu trận thi đấu sau mà Thái Bình thắng là kiểu gì lại là 3-2. Còn bên nào thắng anh cứ từ từ. Vâng, chưa cần biết.